Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đất Đỏ chọn tổ chức đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội phong trào thanh niên xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt theo nghị quyết đề ra. Đáng ghi nhận là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia, như xây tặng 2 căn nhà khăn quàng đỏ, 1 căn nhà đại đoàn kết và lắp đặt 4 khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí 365 triệu đồng. Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, Ủy ban hội giới thiệu cho 16 hội viên vay với số tiền giải ngân 980 triệu đồng để phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho 1.200 thanh niên, trong đó có 830 thanh niên có việc làm ổn định. Với chủ đề đổi mới sáng tạo, đoàn kết, khát vọng phát triển, Đại hội thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương 7 anh chị tham gia ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Láng Dài khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029.